Sáng ngày 15 tháng 6, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú đối với một cô gái là người tình của đối tượng, chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Huỳnh Trần Kim Nhàn, 18 tuổi, trú tại phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nhàn là người yêu của đối tượng Phạm Vũ Quang Trường, 20 tuổi, trú cùng thị xã Gò Công, hiện đã bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Cả hai bị khởi tố cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Trường bị bắt giữ vì hành vi chiếm dụng quyền sử dụng Facebook, rồi mạo danh để nhắn tin cho bạn bè, người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2019 đến ngày 31 tháng 12, 2021, Trường đã chiếm dụng trên 10 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Trường, công an đã thu giữ trên 600 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 máy vi tính, 9 thẻ ATM cùng nhiều tăng vật có liên quan. Mở rộng điều tra, công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định, Nhàn là người yêu của Trường, và biết trường thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng từ đó nhàn đã giúp sức và cung cấp cho trường số tài khoản ngân hàng của mình để trường thực hiện hành vi phạm tội